Trên tay mình đây là cái con chép Nelby anh em. Chép Nelby là một trong những cái dòng chép mà thông thường người ta sẽ sử dụng cho loa điện. Nhưng mà khi mà điện máy 3.9 ra mắt rồi bắt đầu là cập nhật dần dần lên những cái con loa kéo. À, anh em mà cũng hình dung được á, là những cái con loa kéo bên mình á là sẽ có những cấu hình rất là khủng. À, rất là khủng bởi vì nè, anh em nhìn nè. Đó, 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 đó. Tất cả những cái con này bên mình đã sâu ra hết nội thất cho anh em xem thử là bên mình ráp cho anh em hàng chất lượng như thế nào. Đó, rồi. À, Nelby là cũng là một trong những cái dạng chép mà nó cho anh em cái tiếng sáng, à, tiếng sáng nó sẽ sáng hơn 350 và đương nhiên là sẽ sáng hơn 450. À, thì nói chung là cái con này nó chất âm của nó sẽ rất là cao vút ở trên tiếng chép, mà tiếng chép rất là tần số cao đó. À, Nelby thì được cái là phóng tiếng thì rất là xa, và thông thường người ta sử dụng Nelby này nè để sử dụng cho loa full, à, loa full mà những cái loa full mà để trên cao á để nó phóng tiếng, à, loa array rồi cái kiểu á đó. Thì nó sẽ giúp cho anh em nó tiếng nó sáng, nó trong và nó phóng đi xa phù hợp để làm sự kiện đó. Rồi khi mà hồi trước á, là bắt đầu mình khởi điểm là cái con Nelby này mình sẽ gắn cho cái con 06 quay rồi. À, nhưng mà anh em thấy nè, hồi trước mình ráp cho anh em cái cặp cái con lo DB06 quay rồi sử dụng chép Nelby này nè, nhưng mà với cái cặp bát đôi nasal này nó sẽ cho cái tiếng bát nó lớn quá lớn. À, sau một thời gian mình thấy là nó bất hợp lý quá, bắt đầu mình lên thêm một cái nữa neo khối. À, neo khối giữa Nelby và neo khối thì khác nhau về cái chất âm của nó mang lại, khác nhau về chất âm. Neo khối thì tiếng chép nó còn sáng hơn nữa nè, sáng hơn nữa, nó quá sáng luôn, nó sẽ giúp cho cái tiếng chép này nè sẽ được gánh đỡ lại so với tiếng bass ở đây. À, rồi kèm theo nó với con chép neo khối này mình sử dụng cho anh em chép 450 nữa đó, nó sẽ cho anh em nó hài hòa hơn vào tiếng chép nghe nó một dãy tầng nó rõ ràng hơn. À, giúp cho cái con loa này nè nó hài hòa hơn về bass chép. Tuy nhiên rõ ràng là cái con cặp bass này nè nó quá lực anh em, à nó quá lực đi, sử dụng với mặt T40 nữa thì nó sẽ cho cái con loa này nó bass chép nó hơi khá là chênh lệch nhau. Hiện tại phiên bản hiện tại là phiên bản tốt nhất hiện tại nè thì tiếng chép nó chỉ khoảng 9/10 so với cái con cặp bass này ở đây đó. Thì hãy mới nói đây là một trong những con loa hiên bass, và DB06 viral là một trong những con loa mà bên mình gọi là rất là tâm đắc. À, khi mà thay đổi dần dần để cho nó hoàn thiện hơn, và hiện tại con này hiện tại đang là một trong những con loa mà có được doanh số kỷ lục ở bên điện máy 3.9 bên mình luôn. Rồi nếu như anh em quan tâm về cái mẫu loa mà có cấu hình khủng như này, à, muốn test thử thực tế cứ đến 573 Lê Văn Quận 7 bên mình. Còn nếu như anh em muốn sở hữu con này, bên mình có giao hàng toàn quốc. À, anh em yên tâm, chốt đơn bên mình sẽ giao hàng tới nhà anh em luôn nha.